Thưa quý vị, thực hiện đề án xây dựng mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Đến nay, Sở Công Thương đã triển khai xây dựng thành công mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại hai chợ đầu mối nông sản thực phẩm là chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa và chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu. Mô hình này bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh trong việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời giúp cho các ngành chức năng thuận tiện hơn trong việc kiểm tra kiểm soát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Chợ Bà Rịa là chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh với hơn 1.000 tiểu thương kinh doanh. Tổng mức luân chuyển lương thực thực phẩm tại chợ khoảng 60 tấn một ngày. Thực hiện mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm, từ năm 2016, chợ Bà Rịa đã triển khai xây dựng 187 ô sạp theo quy chuẩn khoảng 4 mét vuông một ô sạp, có hệ thống cấp thoát nước riêng. Thông tin về chủ quầy, số điện thoại liên lạc, giá cả hàng hóa đều được niêm yết, cập nhật cụ thể. Đặc biệt, các mặt hàng bày bán tại đây đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, qua đó tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Chị thì cảm nhận được là cũng như là chợ này thì cũng như là nhà nước cũng như là nâng cấp lên thì là rất là sạch sẽ. Mà tụi chị ở đây bán thịt heo là bán thịt heo là heo địa phương ở đây không mà, cho nên không có một cái gì gọi là hóa chất hoặc là heo mà bị bệnh hoạn gì hết á, heo là heo khỏe không thôi. Thì em thấy lúc trước thì ô sập lúc trước thì thấy nó không có vệ sinh, bằng bây giờ làm chợ rồi nó sạch sẽ hơn. Rồi an toàn thực phẩm thì ở chợ quản lý rồi cũng rất là chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã chọn ra một vài cái khu vực mà đặc biệt nhất là một vài cái ô sập đưa vào cái chuỗi an toàn thực phẩm. Từ đó là cái chuỗi an toàn thực phẩm thì người ta đa số là người mua đó, người ta chọn lựa cái khu vực này ta mua. Nên do đó là trong cái hoạt động này chúng tôi nhân rộng ra. Thứ nhất là trong 187 ô sạp này, trong đó kể cả hàng hóa thủy hải sản, rồi hàng hóa rau củ quả vân vân, là chúng tôi đang là triển khai là kiểm tra cái việc là coi như phải có cái hàng hóa phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2017. 88 quầy sạp được Sở Công Thương hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và trang bị bảng hiệu thực phẩm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tiểu thương trong kinh doanh, đồng thời cũng là đặc điểm giúp người tiêu dùng nhận biết các cửa hàng thực phẩm sạch. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất để vận hành mô hình chợ vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Rạch Dừa, Sở Công Thương còn phối hợp với các ngành liên quan tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho tiểu thương, tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp hàng hóa và xác định địa chỉ tin cậy cho các sạp trong chợ. Sau một năm đi vào hoạt động, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 88 quầy sạp nằm trong cái chợ thí điểm an toàn thực phẩm thì từ lúc mà xây dựng cải tạo lại cái 88 quầy sạp này thì ban quản lý chợ lại nắm được tình hình về cái nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của bà con tiểu thương ở chợ chặt chẽ hơn. Hầu hết các tiểu thương mà kinh doanh thực phẩm tươi sống thì có kiểm tra sức khỏe định kỳ, rồi có xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh có 88 chợ truyền thống, các mặt hàng thực phẩm cung ứng cho nhu cầu hàng ngày của người dân, chủ yếu đến từ các chợ truyền thống. Do đó, việc chuyển đổi xây dựng các chợ truyền thống theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của tiểu thương tại chợ, qua đó từng bước thực hiện văn minh thương mại. Theo Sở Công Thương, việc triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý của ban quản lý chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra giám sát của các ngành chức năng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.